những nạn nhân đầu tiên. Anatoly Liko sinh năm 1938 tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, đã tham gia quân đội và đóng quân ở vùng Viễn Đông. Bố mẹ Liko sau đó chuyển đến sống tại thành phố Nezhinomysk, vùng Tarobom. Sau khi xuất ngũ, Liko về sống với bố mẹ và xin vào nhà máy phân đạm ở đây làm việc. Năm 1961, khi còn ở vùng Viễn Đông, Liko chứng kiến cảnh người đàn ông say rượu điều khiển xe máy lao vào đám trẻ con nô đùa khiến một em thiệt mạng và vài bé khác bị thương. Cảnh tượng thi thể đứa bé đẫm máu với đôi giày đen và chiếc khăn quàng đỏ ở cổ án đột nhiên kích thích ham muốn tình dục của Liko. Năm 1963, Liko tổ chức nhóm hoạt động ngoại khóa ở trường phổ thông, sau đó xin làm người phụ trách thiếu niên trong trường và được bọn trẻ quý mến. Những việc làm này được lãnh đạo nhà máy của anh ta khuyến khích. Năm 1968, Liko thành lập câu lạc bộ du lịch Chaget và đã thu hút được 200 thiếu niên tham gia. Để thỏa mãn ham muốn tình dục, Liko dùng máy quay lại cảnh giống vụ cậu bé tử vong ở Viễn Đông. Diễn viên trong cảnh này là thành viên của Chaget. Trước khi quay phim, các cậu bé phải đeo khăn quàng đỏ, đi giày đen, sau đó leo lên cái giá treo cổ dựng tạm, chui đầu vào thòng lọng và treo lơ lửng một lát. Liko gọi trò chơi treo cổ là thử nghiệm và đã nghiên cứu kỹ cách cấp cứu hồi sức trong trường hợp bị ngạt thở. Anh ta thuyết phục các cậu bé rằng trò thử nghiệm là trải nghiệm tốt và giúp tích lũy kinh nghiệm để cấp cứu người thân khi cần. Liko còn cho tiền những đứa trẻ đồng ý tham gia. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Liko đã sát hại nạn nhân đầu tiên cậu bé Konya Dovice 15 tuổi ở Nezhinomysk vào năm 1964. Do thích Konya, Liko mời cậu bé tham gia thử nghiệm. Mặc dù tích cực cấp cứu, Konya vẫn tử vong do treo cổ quá lâu, gây ra những cái chết khủng khiếp. Vào năm 1973, Sasha Nezhmeyanov 15 tuổi, thành viên của Chaget đột nhiên biến mất. Trước đó, Sasha nói với mẹ rằng mình chuẩn bị tham gia đóng phim. Cảnh sát cùng người thân tích cực tìm kiếm cậu bé nhưng không có kết quả. Vào năm 1975, bé Andriy Bogosyan 11 tuổi cũng đã biến mất. Theo bố mẹ của Andriy, con trai họ nói rằng chuẩn bị đóng phim. Cảnh sát chỉ tìm thấy chiếc cặp sách và đồ dùng cá nhân của Andriy ở bờ sông Kuban. Năm 1980, cậu bé Sergei Fakne 13 tuổi, được thông báo bị mất tích. Một thời gian sau, hai cậu bé nữa cũng biến mất không dấu vết. Tháng 7 năm 1985, cậu bé Sergei Balo 13 tuổi, đi câu cá và không trở về. Tuy nhiên, theo bà hàng xóm, Balo đã nói với bà trước đó rằng cậu sẽ được anh Liko chụp ảnh cho tạp chí. Thẩm vấn những thành viên của Chaget, điều tra viên được biết, khi được gọi đi quay phim, đứa trẻ gần như cầm chắc cái chết vì bị treo cổ trên dây thòng lọng trong vòng 10-15 phút. Liko phân xác nạn nhân phi tang xuống sông. Trước đó, Liko thường đổ xăng và châm lửa đốt đôi giày trên chân nạn nhân đã chết. Cảnh đôi giày bị cháy mang lại cho Liko khoái cảm tình dục. Cái chết khủng khiếp như vậy đã xảy ra với 7 đứa trẻ. Có 43 học sinh khác tham gia trò chơi treo cổ, nhưng vẫn còn sống vì chỉ treo cổ gần 9 phút và được cấp cứu kịp thời. Liko bị bắt vào ngày 28 tháng 12 năm 1985. Khám xét nơi ở của hắn, cơ quan điều tra đã thu được vũ khí, khăn quàng đỏ, huy hiệu đội thiếu niên, giày của các nạn nhân tử vong, những bức ảnh và đoạn video ghi lại cảnh cậu bé treo cổ trên dây thòng lọng. Tháng 6 năm 1986, Liko bị đưa ra xét xử và bị kết án tử hình. Bản án đã được thi hành vào tháng 9 năm 1989. Xem bài gốc tại đây.